Các bạn khán giả thân mến, vượt ngục chưa bao giờ là một việc dễ dàng, đặc biệt với những nhà tù sở hữu những thiết bị bảo mật công nghệ cực kỳ cao. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ diễn ra tại nhà tù quân sự Anton ở thành phố Anton, tiền bang Illinois. Nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta là Quan Thầy R. Adams. Trong video này, chúng ta sẽ gọi hắn ta với một cái tên ngắn gọn là Adams. Vào năm 1993, tức là năm Adam vừa tròn 18 tuổi, hắn ta đã bị kết án 3 năm tù vì tội tấn công một nhân viên thực thi pháp luật bằng vũ khí chết người. Hắn ta đã được trả tự do vào năm 1994, nhưng không lâu sau đó vào tháng 1 năm 1996, Adam đã bị cáo buộc là bán cocaine. Đó là lý do tại sao hắn ta lại bị kết án vào năm 1997 vì vi phạm đạo luật ma túy. Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 1 năm 2004, Adam tiếp tục bị bắt cùng với hai người đàn ông khác khi cố lái chiếc xe tải chất đầy 1.400 bao cần sa, tương đương với 635 kg. Điều đặc biệt là trong khi chờ xét xử, hắn ta đã hai lần trốn thoát khỏi nhà tù ở quận Clare, Belleville, Illinois, nhưng đều bị bắt lại. Cuối cùng, hắn ta bị kết án 35 năm tù và được chuyển tới nhà tù quân sự Anton, thành phố Anton, tiểu bang Illinois để thụ án. Nhà tù này có mức độ an ninh rất cao, với nhiều camera giám sát và khắp nơi đều có các thiết bị công nghệ cao. Khi đang được chuyển đến nhà tù, Adam đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc vượt ngục tiếp theo. Hắn ta đã chú ý quan sát vị trí camera bên ngoài nhà tù, sau đó ghi nhớ bên trong trí óc của mình. Sau khi vào tới phòng giam, Adam tiếp tục quan sát tình hình an ninh bên trong nhà tù. Các cánh cửa ở đây cũng là các sản phẩm công nghệ cao, không có chìa khóa. Ngay cả khi có thể ra khỏi phòng giam, hắn ta cũng không thể qua mặt hệ thống an ninh. Khắp nơi đều có bộ cảnh báo tự động. Thậm chí trong phòng giam của Adam cũng có một camera và nó hoạt động liên tục trong vòng 24 giờ. Ở đây dường như không có khả năng trốn thoát. Adam lúc này đã lằng người vì đây là thử thách cực độ cho hắn ta. Nhưng Adam đã nhanh chóng sốc lại tinh thần. Hắn ta thầm nghĩ rằng phần đời còn lại của mình sẽ không thể nào ở lại nơi nhàm chán như này được. Adam đã bắt đầu quan sát hàng ngày và nhanh chóng phát hiện ra điểm yếu đầu tiên. Mỗi khi có ai đó đi qua, bộ cảnh báo tự động bên ngoài cửa sẽ kêu 3 tiếng. Điều này sẽ giúp tù nhân biết rằng cai ngục đang đến gần. Tôi cũng không hiểu tại sao nó lại có thiết kế như vậy. Ngoài ra, cai ngục ở đây hàng ngày đều đến từng phòng giam để kiểm tra, để đảm bảo không có vật gì nguy hiểm, cũng như không có ai đào hầm trong nhà tù. Sau một vài tháng quan sát cẩn thận, Adam đã tìm thêm được một vài lỗ hổng. Đó là khi trời mưa bên ngoài, hắn ta có thể ngửi được mùi xi măng từ lỗ thông gió. Điều này cho Adam biết chắc chắn trên mái nhà phải có một ống thông gió. Bây giờ, nếu hắn ta muốn trốn thoát, có 4 con đường. Con đường thứ nhất là trốn thoát khỏi phòng giam, nhưng rõ ràng là con đường này không hề khả thi. Con đường thứ hai là đào qua bức tường, nhưng cách này cũng không khả thi vì có camera và cai ngục kiểm tra hàng ngày. Con đường thứ ba là đào xuống dưới đất. Tuy nhiên, phía dưới lại là văn phòng của người quản lý nhà tù. Và con đường thứ tư là đào lên trên. Ở đó có ống thông gió, phương pháp này là khả thi nhất. Nhưng vẫn có một vấn đề cần phải giải quyết, đó là camera giám sát. Nếu không thể giải quyết được vấn đề này, kế hoạch của Adam sẽ không thể thành công. Bên trong phòng giam chỉ có duy nhất một vị trí bồn cầu là góc khuất của camera. Vì vậy, mỗi khi phạm nhân không xuất hiện trên camera, một nhân viên giám sát sẽ sử dụng đài phát thanh để gọi người phạm nhân ấy và yêu cầu hắn ta vẫy tay để xác định rằng có người trong phòng. Chính góc khuất này đã giúp Adam đứng lên bồn cầu để chạm tới phần trần nhà phía sau camera. Sau đó, hắn ta có thể bò lên trên trần nhà. Sau khi chốt được phương án thực hiện, Adam đã bắt đầu hành động. Nhưng chắc chắn là mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy, vì trần nhà được làm bằng tấm thép. Hắn ta cần một cái cưa thép nhỏ. Adam cũng có thể nhờ ai đó gửi cái cưa thép cho mình, nhưng hệ thống an ninh ở đây quá chặt chẽ. Nếu bị phát hiện, kế hoạch của hắn ta sẽ hoàn toàn đổ bể. Sau đó, Adam nghĩ ra một phương pháp. Hắn ta đã nhờ một người bạn gửi cho mình một cuốn sách. Lưỡi cưa thép sẽ được giấu trong bìa của cuốn sách. Nhưng phương pháp này vẫn có những sơ hở. Hắn ta không biết liệu nhà tù có kiểm tra bằng máy quét kim lại hay không. Nhưng Adam không thể nghĩ được nhiều hơn thế. Hắn ta chỉ có thể đánh liều một lần. Thật may mắn, nhà tù đã không thực hiện kiểm tra bằng máy phát hiện kim loại. Adam cuối cùng cũng nhận được một cuốn sách đó, thậm chí là chính nhân viên cai ngục đã mang đến cho hắn ta. Bây giờ, Adam đã có công cụ và hắn ta có thể bắt đầu kế hoạch của mình.
Nhưng khi Adam chuẩn bị cưa tấm thép đầu tiên vào trên sân nhà, hắn ta đã xuất hiện một vấn đề lớn. Âm thanh của cái cưa quá lớn, tất cả các tù nhân khác đều có thể nghe thấy. Xung quanh Adam có 18 tù nhân, bất kỳ ai trong số đó đều muốn lập công để được giảm án. Vì vậy, việc trực tiếp cưa vào thời điểm này là không hợp lý. Vì vậy, Adam chỉ có thể cưa khi xung quanh ồn ào hơn. Với trí thông minh của mình, hắn ta đã tận dụng nhóm tù nhân này để gây ra sự ồn ào. Xung quanh Adam là những tên tội phạm buồn chán mỗi ngày. Chính vì thế họ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện phiếm nào. Adam đã khơi ra các chủ đề để đám đông tranh luận với nhau. Sau đó hắn ta bò lên trên bồn cầu và bắt đầu cưa. Quá trình này sẽ rất mất thời gian, nhưng may mắn là việc làm của Adam đã không bị phát giác. Sau 3 tuần, hắn ta đã thành công cưa thủng trần nhà. Adam cảm thấy vui sướng đến tột cùng. Nhưng cũng vào lúc này, còi báo động bên ngoài vang lên, làm cho tay của Adam trở nên lóng ngóng. Đây mới chỉ là tiếng chuông cảnh báo đầu tiên. Khi tiếng chuông vang lên lần thứ 3, sẽ là lúc cai ngục đến được phòng của Adam. Hắn ta vội trèo lên phía trên, nhưng bên trong quá tối, Adam không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Tên tù nhân này tiếp tục xem xét những thứ có trên trần nhà. Lúc này, tiếng chuông thứ 2 đã vang lên. Nếu không nhìn thấy Adam trên màn hình camera, cai ngục sẽ sử dụng đài phát thanh để gọi. Vì vậy, thời gian đang rất gấp gáp. Adam đã trở lại phòng giam để giải tỏa mối nghi ngờ từ cai ngục. Thật may mắn là không có ai vào trong phòng để kiểm tra. Một lần khác, Adam tiếp tục trèo lên phía trên trần nhà. Hắn ta đã phát hiện ra phía trên của trần nhà còn một lớp trần nữa. Khi vượt qua tầng thứ 2, Adam có thể tiếp cận được với cửa sổ phía bên ngoài. Vì vậy, hắn ta đã gõ vào lớp trần phía trên để nghe âm thanh. Sau đó Adam đã gỡ một tấm sắt bên cạnh và bắt đầu đào. Điều ngạc nhiên là kết cấu của lớp trần này rất dễ đào, dường như nó chỉ là một lớp cách nhiệt. Lúc này, tiếng chuông cảnh báo đã vang lên, cai ngục không thấy Adam trên màn hình và bắt đầu gọi hắn ta qua loa phát thanh. Adam đã nhanh chóng bò lên trên và tới được lớp cửa sổ. Cửa sổ này rất dễ mở, hắn ta quan sát kỹ xung quanh nhà tù và nhận thấy rằng, ngay cả khi mình trốn thoát được ra ngoài, nếu không có xe thì cũng rất khó để trốn đi xa. Để đảm bảo kế hoạch của mình hoàn hảo hơn, Adam đã tức tốc quay trở lại phòng giam. Lúc này cai ngục cũng vừa đến, hắn ta đã giải thích rằng tôi đã ngủ quên. Và thật may mắn là tên cai ngục cũng tin lý do ngớ ngẩn này là thật. Hiện tại vấn đề cuối cùng của Adam là hắn ta có một chiếc xe. Nếu như gọi người thân hoặc bạn bè đến đón, điều này sẽ khiến họ trở thành kẻ phạm pháp. Chính vì thế, Adam đã quyết định tìm đến người lạ. Vậy hắn ta đã làm điều này như thế nào? Adam đã nhớ lại có một người bạn tù nói với hắn ta rằng, tôi có một số điện thoại của một người phụ nữ da trắng 40 tuổi. Cô ta muốn tìm một người bạn trai da đen. Adam biết rằng cơ hội của mình đã đến. Hắn ta lấy số điện thoại của người phụ nữ này và bắt đầu liên lạc với cô ta qua điện thoại trong nhà tù. Adam đã thành công chiếm trọn tình cảm của người phụ nữ này. Cô cũng không thể chờ đợi đến ngày Adam mãn hạn tù để được gặp hắn. Adam đã nói với người phụ nữ này rằng hắn ta bị oan và đang trong quá trình kháng án. Hắn ta sẽ sớm được ra khỏi nhà tù. Người phụ nữ đã rất tin tưởng người bạn trai của mình. Sau một vài lần thăm viếng, Adam cuối cùng đã nói ra yêu cầu của mình. Hắn ta yêu cầu người phụ nữ này vào buổi tối hôm đó, cô sẽ lái xe đến một vị trí bên ngoài nhà tù để đợi hắn ta. Người phụ nữ này đã vui mừng đồng ý. Cô ấy chỉ nghĩ rằng Adam sẽ ra khỏi nhà tù theo cách bình thường. Hôm đó là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2006 vào khoảng 8 giờ tối. Adam đã bắt đầu hành động. Hắn ta đã sử dụng gối và quần áo để tạo thành hình một người đang nằm ngủ. Ít nhất như vậy sẽ đánh lừa camera giám sát và kéo dài thời gian. Sau đó, Adam đã xé ra một cái chăn thành sợi nhỏ, tạo thành một sợi dây thừng để chuẩn bị cho việc leo xuống từ cửa sổ. Vào thời điểm này, người phụ nữ đã lái xe bên ngoài nhà tù. Lúc này, Adam đã leo lên trần nhà. Khi đến cửa sổ thông gió, hắn ta đã cắt mở cửa sổ một cách dễ dàng, sau đó ném dây thừng xuống dưới. Lúc này ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào phía hắn ta. Người phụ nữ trong xe đã nhìn thấy Adam. Vẻ mặt của cô ta vô cùng ngạc nhiên khi hiểu rằng những gì mà Adam nói về việc ra khỏi tù thực sự lại là một vụ vượt ngục. Khi Adam yêu cầu cô ấy mở cửa, lúc này người phụ nữ vô cùng bối rối. Trong lòng cô ta tự hỏi rằng không biết mình có nên mở cửa xe hay không. Cuối cùng, khi cô ấy nhìn thấy biểu hiện thất vọng trên khuôn mặt của Adam, cô ấy vẫn quyết định mở cửa xe. Hai người đã nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường.
Cho tới 7 tiếng sau, vào giờ điểm danh buổi sáng, cả nhà tôi mới phát hiện ra Adam đã trốn thoát từ lâu. Cảnh sát ban đầu nghĩ rằng cuộc truy bắt kẻ vượt ngục này sẽ rất khó khăn, nhưng cảnh sát đã đánh giá quá cao hắn ta. Hai người trốn đến một khách sạn và đóng kín tất cả các cửa. Họ ở trong khách sạn xem tin tức về TV để nghe ngóng tình hình. Cảnh sát điều tra từ danh tính của người phụ nữ. Trong sổ ghi chép thăm viếng có đầy đủ thông tin, tên cô ấy là Tonya Goodwin. Lúc này vì lo lắng, người phụ nữ đã thuyết phục Adam quay trở về nhà tù và đầu thú. Cô còn chỉ cho hắn ta một vài cách để được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, Adam chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hắn ta đã bỏ đi cùng với chiếc ô tô. Hắn ta đã liên lạc với một người bạn để đón người phụ nữ, nhưng người bạn đó mất 5 giờ để đến đó. Khi người phụ nữ đang chờ đợi trong khách sạn thì cảnh sát đã đến. Tonya đã tiết lộ tất cả sự thật cho cảnh sát. Cô đã liên lạc với Adam, tuy nhiên hắn ta đã có sự đề phòng, nên hắn ta vẫn không tiết lộ vị trí thật của mình và nói sẽ liên lạc lại sau. Nhờ việc theo dõi hệ thống camera trên đường phố để tìm ra chiếc xe của Tonya Goodwin mà Adam đang đi, cảnh sát đã có thể tìm ra vị trí của kẻ vượt ngục chỉ trong chưa đầy một ngày kể từ khi hắn ta trốn thoát. Adam đã bị bắt lại và trở về nhà tù. Có một điều làm mình khó hiểu là tại sao những thao tác và kế hoạch của Adam khi ở trong nhà tù luôn luôn thông minh và tỉ mỉ đến vậy. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi tù, hắn ta lại trở nên sơ hở và kém thông minh một cách lạ thường. Có lẽ đó là do sự vui sướng quá mức và chủ quan. Bạn nghĩ sao về nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay? Đừng quên để lại ý kiến của mình bên trong phần bình luận nha! Nhà tù quận Rod County, Ohio. Đây là trung tâm cải huấn dành cho nam giới, với công năng tối đa dành cho 2037 tù nhân cùng một lúc. Nhà tù này được mở lần đầu tiên vào năm 1987. Nơi này được đánh giá là một nhà tù tiểu bang có an ninh vô cùng chặt chẽ, với lớp bảo mật gần như đạt đến mức tối đa. Nhân vật chính ngày hôm nay là John Parsons. Hắn ta sinh ngày 11 tháng 2 năm 1971, là một tên tội phạm đến từ Chillicothe, Ohio. Vào ngày 21 tháng 4 năm 2005, trong quá trình tẩu thoát tại một vụ cướp tại trạm xăng, John đã chạm mặt với một sĩ quan cảnh sát tên là Randy Orcock. Hắn ta đã chạy thoát, tuy nhiên vào khoảng 6 giờ chiều, hai người lại tiếp tục đụng độ trong một con hẻm nhỏ. John Parsons đã nổ súng sát hại người sĩ quan này. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2005, hắn ta đã bị bắt và bị buộc tội giết người. John có lẽ có 4 tháng để chờ xét xử với khả năng cao là hắn ta bị kết án tử hình. Hắn ta bị tạm giam tại nhà tù quận Rod. Lúc này, John cảm thấy mình không còn gì để mất. Chính vì thế, hắn ta đã đưa ra quyết định táo bạo, đó là vượt ngục. John cần phải làm việc này trước khi bị tuyên án. John đã quan sát kỹ mọi vị trí mà hắn ta có thể đi tới. John đặc biệt chú ý tới vị trí cửa sổ bên mái nhà. Đây có thể là con đường tẩu thoát khả dĩ đối với hắn ta. Tuy nhiên, bức tường ở đây cao tới 6m và lưới dây thép trên cửa sổ cùng với camera quan sát cũng như những tù nhân xung quanh làm cho kế hoạch này trở nên không khả thi. John quay lại phòng giam và kiểm tra cửa sổ nhưng hắn ta không thể sử dụng nó. Sau đó, John đã tìm thấy một chút hy vọng nơi bức tường. Nó được xây bằng gạch than, một chất liệu khá cũ. John đã từng làm công nhân xây dựng nên hắn ta hiểu về loại tường này. Nếu John có thể đào một lỗ trên tường và đi xuống tầng dưới rồi treo lên mái một căn nhà gần đó, hắn ta có thể đi tới một con đường nhỏ nằm sát nhà tù. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, hắn ta cần phải giải quyết một vấn đề, vì cai ngục hàng ngày đều kiểm tra phòng giam, nên John không thể để cai ngục phát hiện ra dấu vết trên bức tường. Hắn ta cần một số loại sơn để có thể đặt lại viên gạch vào vị trí ban đầu, sau đó sơn phủ lên để ngụy trang. John đã đặt những viên kẹo màu xanh lá cây và xanh dương mà hắn ta đã thắng từ trò chơi bài, cùng với kem đánh răng và một túi nhựa, sau đó dùng nước nóng để làm tan chảy chúng, sau đó nhồi và trộn chúng lại với nhau để tạo thành một loại sơn. Sau khi so sánh màu sắc và thấy chúng tương đồng với bức tường, lúc này John bắt đầu hành động. Tuy nhiên, hắn ta cần một công cụ đào. John đã vặn một thanh kim loại từ cửa sổ thông gió để làm công cụ đào. Sau đó, hắn ta bắt đầu đào khe giữa của các viên gạch. Quá trình đào diễn ra rất chậm và John phải đối mặt với những cuộc kiểm tra đột ngột. Điều này là một vấn đề lớn. Hắn ta có thể đối phó với những cuộc kiểm tra theo lịch thông thường, nhưng nếu gặp phải một cuộc kiểm tra kỹ càng thì khả năng bị phát hiện là khá cao.
Do đó, John đã phải chạy đua với thời gian. Sau một lần kiểm tra, hắn ta chỉ có nửa giờ để tiếp tục đào. Sau một tháng rất nỗ lực, hắn ta cuối cùng đã đào được một viên gạch đầu tiên. Và hắn ta đã phát hiện ra phía sau viên gạch đó là một lớp gạch màu đỏ. John rất vui mừng vì hắn ta biết rằng phía bên kia chính là tự do. Loại gạch này được dùng để xây lớp bên ngoài tiếp xúc với mưa nắng. Nhưng khi hắn ta vừa đặt viên gạch đã đào trở lại, một tin tức tai hại đã đến. Nhà tù có một phó quản ngục mới. Người này có chứng ám ảnh sạch sẽ và không chấp nhận bất kỳ chất bẩn hoặc khiếm khuyết nào. Vào ngày hôm đó, phó quản ngục mới đã đến phòng của John kiểm tra. Nhưng lúc này, các viên gạch đã bị đào ra, nhưng chỉ mới được lấp đầy không lâu trước đó. John chưa kịp chuẩn bị kỹ lưỡng, sờ trên viên gạch thậm chí còn chưa khô. Trên khuôn mặt của hắn ta lộ rõ sự lo lắng. Có vẻ như có người đào ở đây, tôi sẽ yêu cầu nhân viên bảo trì đến kiểm tra. Thời gian nhân viên bảo trì sẽ đến là chiều 2 ngày sau. Đến lúc đó, việc làm của hắn ta chắc chắn sẽ bị phát hiện. John hoàn toàn bối rối, hắn ta đang dần cạn kiệt thời gian. 2 ngày là không đủ để làm hết công việc còn lại. Toàn bộ kế hoạch đã mất hơn 2 tháng của hắn ta. Bây giờ John chỉ còn lại 48 giờ để hoàn thành kế hoạch mới. Chính vì thế, quay lại kế hoạch đầu tiên là khả dĩ nhất. Tất nhiên, có vô vàn mối nguy hiểm đang chờ hắn ta. Theo tôi đánh giá, có lẽ khả năng thành công của John không quá 20%. Nhưng khi bước đến đường cùng, khả năng của con người sẽ luôn là một ẩn số không giới hạn. Chúng ta sẽ cùng xem kẻ tử tù này sẽ làm gì để vượt ngục thành công nhé. Đầu tiên, John gấp tất cả 20 thanh kim loại mà hắn ta đã giấu thành hình chữ S và buộc chúng lại với nhau để tạo thành một cái móc. Hắn ta đã dùng mền ẩm để làm một dây thừng. Sau đó, John sử dụng báo và mền để dệt thành một dây thang để leo lên. Các tờ báo giúp John thành một cây gậy dài 4 mét. Đầu trên của cây gậy được làm thành một cái chân đế để treo móc lên hàng rào dây thép. Tất cả các đạo cụ đã được chuẩn bị xong. Vấn đề tiếp theo đó là camera giám sát và hệ thống cảnh báo của nhà tù. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm. Sáng hôm sau, John đã giấu tất cả vật dụng ấy vào cơ thể mình. Tới giờ hoạt động bên ngoài, bước đầu tiên mà hắn ta cần phải vượt qua là cuộc kiểm tra ở cửa ra vào. Để tránh các vụ xô xát xảy ra, các tù nhân không được phép mang theo bất kỳ vật phẩm nào. John đã xếp hàng một cách rất căng thẳng, nếu bất cẩn hắn ta có thể bị phát hiện. May mắn là cai ngục gác cửa đã không phát hiện ra. Thời gian bên ngoài phòng giam chỉ có hơn 1 giờ, và nếu John muốn trốn thoát, chỉ có 10 phút đầu là cơ hội lớn nhất. Vì lúc đó những nhân viên giám sát sẽ phải làm một số công việc văn bản cần thiết, và sự quan tâm đến khu vực vui chơi sẽ giảm đi. John đã quan sát thấy vị trí của camera là một vùng điểm mù và vị trí của hệ thống cảnh báo cũng có góc khuất lớn. Vị trí tốt nhất là cửa sổ bên trên camera, nơi mà cả camera và hệ thống cảnh báo không thể nhìn thấy. Nhưng vượt qua hàng rào dây thép đó là một điều rất khó khăn vì nó rất dày. Có một vị trí khác mà dây thép ít hơn và dưới đó là một chiếc tủ để dễ leo lên hơn. Nhưng camera và hệ thống cảnh báo vẫn có thể nhìn thấy. Sau khi cân nhắc, John quyết định thử vị trí đầu tiên. Trước khi thực hiện hành động, hắn ta phải giải quyết vấn đề cuối cùng, đó là tù nhân tại hiện trường. Hắn ta nói riêng với tất cả tù nhân rằng mình sẽ vượt ngục và nhờ họ giữ bí mật. Đáng ngạc nhiên là tất cả tù nhân đều đồng ý. Đây là điều rất kỳ lạ vì bên trong nhà tù ai cũng muốn lập công để được giảm án. Nhưng trường hợp này thì không là như vậy. Hóa ra John đã tận dụng tâm lý đám đông để khiến họ giữ bí mật. Nếu một tù nhân trong phòng nhìn thấy điều gì đó, có thể họ sẽ lén thông báo cho cai ngục để có cơ hội được giảm án. Nhưng ở đây, tất cả các tù nhân đều biết và nếu một người nào đó báo cáo cho cai ngục, hắn ta sẽ không thể sống an lành tại nhà tù này. Đó là lý do tại sao không ai báo cáo sự việc. John nhanh chóng lấy ra ống thép và ghép chúng lại, sau đó treo móc ở đầu ống. Hắn ta giơ lên và muốn treo nó lên hàng rào dây thép. Nhưng vì hàng rào dây thép ở đây quá dày, John không thể treo được móc. Hắn ta đành phải nhanh chóng bỏ qua vị trí này. Ở vị trí này, camera và nhân viên cảnh báo có thể phát hiện ra hắn ta bất cứ lúc nào. Nhưng sau những giây phút hồi hộp và đau đớn khi vượt qua hàng rào thép gai, John đã thành công thoát ra ngoài. Hắn ta đã gặp may khi camera giám sát vào thời điểm đó đã quá cũ và nó đã bị hỏng. Điều này khiến lãnh đạo của nhà tù George rất tức giận. Ông ta còn tức giận hơn khi John đã để lại một tờ giấy trong phòng của mình, trên đó ghi chữ Goodbye, George.
khi lực lượng cảnh sát bắt đầu tổ chức truy bắt, John đã trốn thoát khỏi nhà tù được khoảng 1 giờ. Ban đầu kế hoạch của hắn ta là rời khỏi Hoa Kỳ, nhưng người mà John đã hẹn trước đã không xuất hiện. Vì vậy, hắn ta chỉ có thể tự tìm cách trốn sang các khu vực lân cận. John đã đánh cắp một chiếc xe đạp, nhưng trên đường hắn ta bị một cặp cha con nhìn thấy và nhận ra. Vì vậy, John đã vứt bỏ chiếc xe đạp và chạy vào một khu rừng. Cảnh sát nhận được báo án đã nhanh chóng vây giáp. Khu rừng này bị một con đường vòng bao quanh. Cảnh sát bao vây quanh theo con đường này, đồng thời triển khai một lực lượng lớn, chó săn để tiến hành tìm kiếm. Trên đầu của John còn có một chiếc trực thăng bay vòng. John đã cố gắng chạy về phía chó săn kêu nhỏ hơn trong khu rừng. Lúc này, hắn ta không thể đi qua con đường để trốn thoát qua nơi khác, vì khắp mọi nơi trên đường đều có cảnh sát. Vì lúc này đang là mùa hè nóng bức, cảnh sát có thể thay phiên nhau uống nước và nghỉ ngơi. Còn John chỉ có thể liên tục chạy và trốn trong khu rừng nóng đến 40 độ C, trong tình trạng thiếu nước và thức ăn. Do mặc ít quần áo, toàn bộ cơ thể của hắn ta đầy những vết thương từ cây gai. Tình cảnh của hắn ta cực kỳ khó khăn, những chỗ cho săn còn được nghỉ ngơi, còn John thì không. Hắn ta đã uống nước từ những vũng nước trên mặt đất trong khu rừng để giải khát và ăn tất cả các loài côn trùng để có thể bù đắp năng lượng. Hắn ta đã phải chiến đấu như vậy cho đến tối. John đã len lút ra mép đường và liều mình vượt qua con đường và thành công trốn thoát khỏi khu rừng này. Cho đến ngày tiếp theo, lực lượng cảnh sát tìm kiếm mới nhận ra rằng John có thể trốn thoát ra khỏi vòng vây của họ. Cảnh sát đã đặt một khoản tiền thưởng 100.000 đô la cho ai bắt được hắn ta và giám sát tất cả gia đình và bạn bè của John. Nhưng hắn ta cũng biết điều đó và John không liên lạc với họ. Tuy nhiên, hắn ta đã gặp phải một rắc rối lớn vì mặc một chiếc áo quần ba lỗ khi trốn thoát. John đã bị một con nhện độc cắn trong khu rừng và nếu không được điều trị kịp thời, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. John cần một kháng sinh, vì vậy hắn ta phải đánh liều một mình đi tìm người bạn để lấy thuốc. John đã tìm thấy người bạn ấy và lấy được hộp thuốc một cách lén lút. Hắn ta cũng tìm được một nơi an toàn khác, đó là một căn nhà bỏ hoang để bắt đầu điều trị. Khi đó, tiền thưởng mà cảnh sát đưa ra đã có tác dụng. Một người gọi điện đến và nói rằng mình đã thấy John ở một căn nhà trong khu rừng. Cảnh sát đã cử người đến đó, nhưng khi mở cửa họ phát hiện rằng hắn ta đã chạy đi từ cửa sau. John lại tiếp tục chạy vào một khu rừng một lần nữa để thoát khỏi chó săn. Lần này, hắn ta nhảy xuống một dòng suối để che giấu mùi của mình. Mỗi khi trực thăng bay phía trên đầu, hắn ta lại cúi thấp xuống dưới nước để tránh bị phát hiện. John kiên nhẫn đối mặt với mọi khó khăn cho đến khi màn đêm buông xuống. Trong bóng tối, hắn ta một lần nữa trốn thoát. Cuối cùng, John lẩn trốn trong một khu rừng gần một công ty gỗ. Hắn ta đánh cắp một số tấm ván và dụng cụ sau đó xây dựng một căn nhà gỗ. Vì hắn ta cần một nguồn ánh sáng và John biết rằng nghĩa địa thường có người đặt đèn. Vì vậy, anh ta quyết định đánh cắp một cái để mang về. Thật tình cờ, John đã lấy cắp cây đèn tại ngôi mộ của sĩ quan Lady Orcock, người mà hắn ta đã sát hại. Thời gian dần trôi, John sống trong căn nhà đó hơn 2 tháng, vết thương của hắn ta đã hồi phục gần như hoàn toàn. John sẽ chuẩn bị bỏ trốn đến Canada, nhưng chỉ 2 ngày trước khi hắn ta khởi hành, ngôi nhà gỗ của John đã bị lộ. Lần này cảnh sát đã triệu tập một lực lượng lớn để truy bắt. Sự may mắn của John cuối cùng đã hết. Hoặc sau một thời gian không bị phát hiện, hắn ta đã trở nên chủ quan. Đứng trước họng súng của cảnh sát, John đã phải nhanh chóng giơ tay đầu hàng. Nhà tù cuối cùng vẫn là nơi của John trong suốt phần đời còn lại, vì hắn ta đã bị kết án tù chung thân. Hiện tại, hắn ta đang bị giam giữ tại một nhà tù tiểu bang cao cấp hơn ở Johnstown, Ohio. Đây có lẽ là một cuộc vượt ngục đặc biệt nhất mà tôi và các bạn từng chứng kiến. Nhân vật chính của chúng ta đã vượt ngục một cách công khai trước sự chứng kiến của tất cả các tù nhân. Quả thật, với con người thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vào năm 2001, tại nhà tù Mastai, gần Beaumont ở phía đông nam Texas, đã xảy ra một trường hợp vượt ngục kinh điển. Nơi đây là một nhà tù dành cho nam giới vô cùng bảo mật, với sức chứa rất khủng khiếp, lên tới 2.981 tù nhân. Nơi đây có một tên tội phạm tên là Harold Martinler, 26 tuổi. Hắn ta đã sát hại 2 người trong một vụ cướp. Sau đó Harold đã bị kết án tù chung thân. Chính vì một bộ hồ sơ khét tiếng như vậy, nên hắn ta bị giam giữ trong một khu nhà tù đầy ắp những thành viên của các băng đảng. Nhưng
Harrow không muốn gia nhập bất kỳ băng nhóm nào, vì vậy hắn ta luôn bị đe dọa đến tính mạng. Mỗi khi có cơ hội, nhóm người đó sẽ bắt Harrow và đánh đập hắn ta thậm tệ. Chúng ra tay rất dã man, chính vì thế Harrow luôn lo sợ mình sẽ mất mạng. Tuy nhiên, hắn ta không thể xin chuyển đến khu nhà tù khác. Đây chắc chắn không phải là đi nghỉ dưỡng, trừ khi có sự cố xảy ra, nhà tù mới chửi bạn đi nơi khác. Cách duy nhất để Harrow có thể tự cứu mình đó là vượt ngục. Nhưng việc thoát ra khỏi đây tất nhiên là không dễ dàng. Harrow bị nhốt trong phòng biệt giam 23 giờ mỗi ngày. Nhà tù này có 3 tháp canh và 2 hàng rào dây thép xung quanh. Bên ngoài có những người canh gác tuần tra suốt 24 giờ. Chính vì thế, khi ra khỏi phòng giam, hắn ta không còn khả năng trốn thoát. Vì vậy, Harrow chỉ có thể tập trung vào phòng giam của mình. Phòng giam có một cánh cửa điều khiển bằng điện dày 10cm, cửa sổ quá nhỏ và được làm bằng kim loại chống cắt. Có cả phía dưới chân lẫn trên đầu đều không thể đi qua, vì đó là phòng giam của những tù nhân khác. Sau khi suy tính tất cả những trường hợp, thật khó để tìm ra một tia hy vọng cho Harrow. Nhưng trên đời chắc chắn không có thứ gì là hoàn hảo. Harrow vẫn luôn chú ý tới từng chi tiết. Một ngày nọ, hắn ta bất ngờ chú ý đến một điều bất thường. Đèn trong hộp đèn bắt đầu nhấp nháy. Harrow tiến lại gần và phát hiện ra rằng nước từ phòng giam trên đã bị dò vào hộp đèn. Điều này gây ra sự kết nối không tốt trên mạch điện. Sau đó, Harrow hiểu được chắc chắn sẽ có một lối đi kết nối với phía sau hộp đèn. Nếu hắn ta có thể đi qua hộp đèn này, thì Harrow sẽ có cơ hội trốn thoát. Hắn ta bắt đầu quan sát hộp đèn. Lúc này, hắn ta mừng thầm trong đầu vì đã tìm ra kế hoạch. Kính của hộp đèn làm bằng nhựa nhưng khá dễ cắt. Tuy nhiên, Harrow không có dụng cụ nào để làm điều đó. Sau một thời gian dài suy nghĩ, Harrow đã kéo một sợi chỉ từ trên tấm ga ra, rồi cuộn chúng lại với nhau để làm thành một công cụ cắt nhựa đơn giản. Hắn ta đã quyết định thử nghiệm trên một cốc nhựa nước. Kết quả là Harrow đã dễ dàng cắt đứt được nó. Điều này cho thấy dùng sợi dây này có thể cắt mở kính của hộp đèn. Harrow tiếp tục quan sát hộp đèn. Hắn ta phát hiện rằng bên ngoài của hộp đèn được cố định bằng keo dính. Vì vậy Harrow bắt đầu cạy phần keo xung quanh bằng một que tăm. Sau khi làm sạch, Harrow gỡ bỏ khung viền bên ngoài hộp đèn, lộ ra bên trong là một lớp kính nhựa dày. Có thể các bạn nghĩ rằng tại sao hắn ta không đập nát cho nhanh. Nhưng nếu Harrow làm như vậy thì tiếng động sẽ quá lớn, và hơn nữa hắn ta không biết chắc bên trong hộp đèn này có lối đi hay không. Vì thế Harrow cần nó cần nguyên vẹn để lắp lại được như cũ. Harrow đã đan nhiều sợi chỉ thành một sợi dây nhỏ, sau đó hắn ta đẩy dây thun vào một góc của kính. Một đầu khác cũng được thực hiện như vậy. Tiếp đó hắn ta dùng một mảnh vải xé từ tấm ga giường để buộc hai đầu dây. Như vậy, một sợi dây đã tạo thành một lưỡi cưa nhựa đã hoàn thành. Hắn ta bắt đầu kéo qua kéo lại một cách nhịp nhàng. Harrow mừng thầm vì quả nhiên tấm nhựa đang bị cưa ra. Nhưng hắn cũng phải chú ý là các cai ngục có đi kiểm tra bất chợt hay không. Ở đây, cứ sau mỗi nửa giờ sẽ có một lần tuần tra. Sau khi cai ngục rời đi, Harrow có thể tiếp tục cắt kính. Cuối cùng, hắn ta đã thành công cắt qua toàn bộ tấm kính nhựa. Sau khi lấy ra kính, những gì xuất hiện trước mắt Harrow khiến hắn ta thất vọng. Ở phía sau hộp đèn lại là một lớp cửa sắt. Chắc chắn rồi, nhà tù đâu dễ dàng trốn thoát đến mức như vậy phải không các bạn? Lúc này hắn ta lại cần một chiếc lưỡi cưa sắt. Harrow bắt đầu quan sát, hắn ta phát hiện trên một cái ống sau cửa sắt có một thiết bị giống như một chiếc kẹp ống tản nhiệt. Và đó là một chiếc vòng tròn có răng cưa trên đó. Nếu hắn ta có thể lấy được và gấp nó thành hai phần, thì Harrow có thể sử dụng như một cây cưa sắt. Nhưng hắn ta không thể chạm tay vào được, vậy làm thế nào để lấy được nó? Các giải pháp tiếp theo của Harrow khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Hắn ta thực sự rất thông minh. Harrow trước tiên cuộn một số tờ tạp chí thành các ống giấy, sau đó hắn ta nối chúng lại với nhau. Sau đó buộc một sợi dây lên đầu gậy. Đầu còn lại của dây, hắn ta buộc một quả bóng giấy ướt. Harrow bắt đầu lắc gậy và đu đưa quả bóng giấy. Hắn ta muốn ném quả bóng giấy ướt lên phía sau ống. Mặc dù việc làm này rất khó khăn, nhưng cuối cùng hắn ta đã làm được. Sau đó Harrow đã dùng một ống giấy khác cẩn thận kéo quả bóng giấy về phía mình. Hắn ta lấy một đầu của sợi chỉ
buộc vào một dây vải to hơn được xé ra từ tấm trải giường. Hắn ta bắt đầu từ từ kéo dây để tấm trải giường đi qua ống. Tiếp đó, Harrow kéo tấm trải giường một cách mạnh mẽ để kéo chiếc ống về phía mình. Cuối cùng hắn ta đã lấy được chiếc vòng sắt một cách vô cùng thông minh. Harrow đã đập thẳng chiếc vòng sắt, sau đó hắn ta gấp nó thành hai phần. Vậy là đã có cây cưa sắt tự chế. Harrow đã lại tìm thấy hy vọng và ngay lập tức bắt đầu cưa. Mặc dù tiến độ là rất chậm, nhưng nó vẫn có thể cưa được. Harrow đã thành công cưa được một thanh sắt. Tiếp theo, hắn ta không có ý định tiếp tục cưa nữa vì nó quá tốn thời gian. Hắn ta phát hiện rằng bên ngoài của cửa sắt được cố định vào tường bằng 4 con ốc vít. Harrow có thể thông qua lỗ hổng này, đưa cánh tay ra ngoài và vặn những con ốc vít để tháo bỏ cửa sắt. Tất nhiên là tận dụng vật liệu là thứ mà Harrow giỏi nhất. Hắn ta đã tìm uốn cong một thanh sắt vừa mới tháo ra, tạo thành một cái đầu lục giác. Sau đó, Harrow đã dùng dụng cụ tự chế này để tháo ốc vít cho tới khi nó lỏng ra. Tiếp theo, hắn ta sẽ vặn bằng tay cho nhanh. Cuối cùng thì hắn ta đã thành công tháo bỏ cửa sắt. Harrow đã quan sát phía sau của cửa sắt. Quả thật là có một đường ống dẫn, mặc dù nó rất nhỏ nhưng đủ để cho Harrow bò ra ngoài từ đây. Nhưng đúng vào lúc đó, điều mà hắn ta lo lắng nhất đã xảy ra. Cai ngục đã vào tận phòng của Harrow để kiểm tra. Tên cai ngục này có vẻ rất hứng thú với hộp đèn trong phòng của Harrow. Thật may mắn, viên cai ngục đã không phát giác ra điều gì. Trên mặt của Harrow ướt đẫm mồ hôi vì lo sợ. Sau khi cai ngục rời đi, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn ta cần lập kế hoạch cho chuyến đường đào thoát tiếp theo. Trước tiên, Harrow phải đi qua đường ống dẫn phía sau đèn, sau đó đến một cánh cửa bị khóa. Nếu có thể tìm cách đi qua cánh cửa đó, hắn ta có thể đến nơi có hai tấm lưới thép. Đó là nơi nguy hiểm nhất. Bên cạnh có tháp canh gác và nhân viên bảo vệ có súng. Bên ngoài có xe tuần tra hoạt động 24 giờ. Vấn đề lớn nhất hiện tại của Harrow là chân của hắn ta trước đây đã bị thương. Vì vậy, việc chạy trốn sau khi ra ngoài là điều khó khăn nhất. Nhưng Harrow không còn sự lựa chọn nào khác, ở lại có thể bị hành hạ và đánh chết bất cứ lúc nào. Chính vì thế, hắn ta vẫn quyết định hành động. Harrow dùng một cái chăn là một cái áo hốt đi để mặc khi vượt ngục. Hắn ta cũng dùng hai mảnh kim loại tìm thấy từ ống dẫn là một cái kìm dùng để cắt đứt lưới thép. Harrow cũng làm một cái hình nộm người để thay hắn ta ngủ trong phòng giam. Lúc 3 giờ 45 sáng, Harrow đã mở hộp đèn và đi vào bên trong ống dẫn. Sau đó hắn ta sử dụng tai nghệ của mình để mở khóa cửa từ bên trong. Lúc này là thời khắc quan trọng nhất. Sau nhiều lần ẩn nấp, Harrow đã đến được dưới hàng rào thép gai, nhưng chiếc kìm tự chế của hắn ta hoàn toàn vô dụng. Harrow đã vứt bỏ nó và nhanh chóng trèo qua hàng rào thép gai. Cuối cùng hắn ta đã ra được phía ngoài nhà tù. Trong khi đó, phía nhà tù, một tù nhân đang chịu trách nhiệm dọn vệ sinh đã báo cáo rằng Harrow không còn ở trong phòng giam. Lúc đó họ mới phát hiện ra trên giường là một hình nộm. Ngay lập tức, cuộc truy lùng đối đầu với Harrow cũng bắt đầu. Cùng lúc đó, nhân viên điều tra bắt đầu điều tra bạn bè và người thân của kẻ vượt ngục. Kết quả cho thấy Harrow không có bạn gái, không có gia đình, không có bạn bè, không có nơi nào ở cố định và cũng không có ai cung cấp sự trợ giúp cho hắn ta. Lúc này, Harrow phát hiện một chiếc xe bán tải và chìa khóa còn trong xe. Hắn ta rất vui mừng, nhưng vấn đề là Harrow chưa bao giờ lái xe ô tô. Nhưng không còn thời gian để lo lắng nhiều. Vậy là Harrow bắt đầu tìm hiểu cách lái xe và rồi lái chiếc xe đó đi. Trên đường hắn ta gặp một trạm kiểm tra. Harrow cố gắng giữ bình tĩnh và đưa giấy phép lái xe của chủ xe cho cảnh sát. Rất may, chủ xe và Harrow có vẻ giống nhau một chút. Cảnh sát đã không phát hiện ra điều bất thường và cho Harrow đi qua. Vậy là Harrow tiếp tục lái xe cho đến tối. Do đã liên tục lái xe trong gần 40 giờ mà không ngủ, Harrow đã quá mệt mỏi. Càng tồi tệ hơn, hắn ta đã bật chế độ ga tự động. Vì Harrow đã ngủ gật khi chiếc xe chạy,
Chính vì thế, chiếc xe đã lao vào lề đường. May mắn là đường cao tốc này không có hàng rào, Haro cũng không bị thương nặng. Sau đó, hắn ta tiếp tục lái xe. Khi đến một bãi đỗ xe, Haro đã nằm xuống hàng ghế sau và ngủ. Khi tỉnh dậy, trước mặt hắn ta là một cảnh sát đang gõ cửa kính. Haro đã bị yêu cầu xuống xe. Lúc này chân hắn ta không mang giày. Cảnh sát đã nghi ngờ và yêu cầu Haro chứng minh đây là xe của mình. Sau khi hắn ta đưa ra giấy tờ, lần này thì cảnh sát đã nhận ra người trong giấy tờ không phải là Haro. Lúc này, cảnh sát chỉ cho rằng Haro là kẻ ăn cắp xe. Khi có thêm cảnh sát khác đến, hắn ta đã bị bắt đi. Chắc chắn rằng những sĩ quan cảnh sát này sẽ rất ngạc nhiên khi biết thân phận thật sự của người họ vừa bắt giữ. Sau khi đối chiếu vân tay thân phận của kẻ vượt ngục, Haro đã bị phát hiện và hắn ta được đưa về điểm xuất phát. Có thể nói rằng, quá trình vượt ngục của Haro quá là thần kỳ, nhưng khi ra được bên ngoài, những hành động của hắn ta đã không còn sáng suốt. Đó là điều thường xảy ra khi những kẻ vượt ngục thường không chuẩn bị được kế hoạch sau khi ra được bên ngoài. Cuối cùng, Haro đã được cộng thêm 20 năm vào án phạt chung thân của mình. Nói chung vẫn sẽ không có gì thay đổi, nhưng chắc chắn cuộc sống của hắn ta trong tù sẽ trở nên khủng khiếp hơn ban đầu rất nhiều. Câu chuyện ly kỳ này diễn ra vào năm 1933 tại nhà tù Đào Quỷ. Đây là một thuộc địa của Pháp ở Guyana. Nhà tù này tiếp nhận những tù nhân của Pháp bị kết án từ nhà tù Saint-Laurent-du-Maroni. Trong số các tù nhân được gửi tới đây, có một người tên là Henri Chartier. Người ta gọi hắn ta là Papillon vì trên ngực của hắn ta có hình xăm con bướm. Hắn ta bị tòa án Pháp kết án vào năm 1931 là một kẻ sát nhân. Ngoài ra còn có một người rất đáng chú ý tên là Louis Degas. Hắn ta vướng vào vụ bê bối làm giả trái phiếu quốc phòng và lạm dụng quỹ công. Chính vì thế Louis đã trở nên giàu có và là một trong những kẻ gian lớn nhất trong thế giới ngầm Marcel. Cả hai người này đều bị kết án tù chung thân. Nói về nhà tù họ chuẩn bị được chuyển đến, cái tên đảo quỷ thậm chí còn chưa lột tả hết tất cả những thứ rùng rợn nhất ở nơi này. Những tù nhân ở đây sẽ được chăm sóc theo một cách vô cùng khắc nghiệt. Cùng với khí hậu nhiệt đới và bệnh tật đã góp phần gây ra tỷ lệ tử vong của tù nhân lên tới 75%. Tất cả các tù nhân được gửi tới đây chính xác là một cơn ác mộng. Chính vì thế, trên con tàu từ Pháp đến nhà tù đảo quỷ, Babylon đã bổ kế hoạch của riêng mình. Nhưng hắn ta cần tiền để mua một con thuyền. Vì vậy, Babylon nhắm tới Louis Degas bởi vì hắn ta là một triệu phú. Babylon đã tìm được Louis và nói rằng: "Tôi có thể bảo vệ sự an toàn của anh, chỉ cần anh trả cho tôi một khoản tiền." Nhưng yêu cầu này đã bị Louis Degas thẳng thừng từ chối. Nhưng Babylon vẫn chưa từ bỏ kế hoạch của mình. Trong đêm đầu tiên trên con tàu, một tù nhân cố gắng cướp đồ của Louis Degas và Babylon đã ra tay ngăn chặn. Điều này khiến cho cả ba người đều bị phạt vì tội ẩu đả. Lúc này, Louis bắt đầu tin tưởng Babylon và vì sự an toàn của bản thân, hắn ta đã đồng ý với đề xuất của Babylon. Có thể nói rằng, ban đầu mối quan hệ giữa hai người chỉ là một mối giao dịch thuê mướn. Cuộc sống trên tàu rất nguy hiểm, chính vì thế Babylon gần như không rời xa Louis nửa bước. Sau vài ngày lênh đênh trên biển, các tù nhân cuối cùng đã đến gần đảo quỷ. Ở đây có ba hòn đảo và nhà tù đặt trên hòn đảo lớn nhất. Khi đến quảng trường nhà tù, người cai ngục trưởng đã phát biểu một vài lời mang tính răn đe mạnh mẽ. Ông công bố hình phạt cho tất cả những ai có định vượt ngục. Lần đầu tiên sẽ là tăng thêm 2 năm, lần thứ hai tăng thêm 5 năm, lần thứ ba cái chết sẽ đến với kẻ đó. Sau khi nghe tất cả mọi thứ ở quảng trường, mọi người bắt đầu quay trở lại phòng giam. Ở đây có hai dãy phòng giường lớn, tức là mọi người đều ngủ chung một phòng với nhau và chân của mỗi tù nhân đều bị gắn một sợi xích dài. Vì vậy, những việc như đào đường hầm, đào tường hay trốn thoát qua trần nhà tại đây là hoàn toàn vô nghĩa. Chưa kể tới, nhà tù này được xây dựng trên biển. Tất cả các tù nhân ở đây đều phải làm việc nặng nhọc và vì Louis là một người giàu có, một tù nhân lão luyện đã tiếp cận hắn ta. Tù nhân đó nói với Louis Degas rằng: "Nếu anh đưa tiền cho tôi có thể nói với viên cai ngục để sắp xếp cho hai người chúng ta có một công việc nhẹ nhàng hơn." Và Louis đã không thường xuyên làm việc nặng, chính vì thế hắn ta ngay lập tức đồng ý.
Ngày hôm sau, khi tên cai ngục chịu trách nhiệm phân công công việc, chuẩn bị phân công cho cả hai và nhóm làm việc nhẹ nhàng hơn, cấp trên của anh ta đã nghe thấy điều đó. Không may là tên này từng mua trái phiếu quốc phòng và mất rất nhiều tiền, nên hắn ta rất ghét những nhà tư bản như Louis de Gaulle. Chính vì thế, cả hai bị phân công vào công việc mệt nhọc nhất và nguy hiểm nhất. Các bạn sẽ hiểu hơn khi xem những hình ảnh này. Họ phải kéo gỗ trong nước bùn và bắt cá sấu. Sau cùng, họ phải ngồi ngay bên cạnh xác chết để ăn cơm. Ở đây, họ cũng quen biết một anh chàng có răng khảnh. Anh ta cũng muốn tham gia vào nhóm vượt ngục. Vào buổi tối hôm đó, mọi người phải ngủ trong rừng, với đầy muỗi có thể gây ra sốt rét. Cứ như thế, Louis de Gaulle càng ngày càng không thể chịu nổi cuộc sống ở trong nhà tù. Hắn ta sợ rằng nếu tiếp tục như vậy, hắn ta sẽ chết ở đây. Do đó, Louis đã nói với Babylon rằng: "Tôi không thể sống ở đây thêm nữa, anh có thể đưa tôi trốn thoát cùng được không?" Babylon không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý với đề nghị của Louis. Ngày hôm sau, cả hai người được yêu cầu đưa một xác chết lên tàu. Khi nhìn thấy những vết thương trên thi thể, Louis de Gaulle đã không thể chịu đựng được nữa. Hắn ta đã nôn liên tục gần một tên cai ngục đang nấu ăn. Ngay lập tức, tên cai ngục này không nói một lời, kéo Louis de Gaulle ra ngoài đánh hắn ta một trận. Babylon, người đã hứa bảo vệ Louis de Gaulle, chính vì thế hắn ta đã lao tới đánh tên cai ngục đó rồi quay đầu nhảy xuống sông. Lúc này, nhà tù đã cử nhiều đội tìm kiếm nhưng không tìm thấy tung tích của Babylon. Trong khi đó, hắn ta đã bơi đến một hòn đảo nhỏ. Tuy nhiên, Babylon lại gặp một nhóm tù nhân đang làm thợ săn trên đảo. Vì thế, hắn ta đã bị bắt trở lại nhà tù. Lần vượt ngục đầu tiên của Babylon thực tế là do bị ép buộc. Dựa trên quy định được tuyên bố trước đó bởi cai ngục trưởng của nhà tù, lần trốn đầu tiên bị tăng án phạt lên 2 năm và bị giam tại phòng riêng. Phòng biệt giam ở đây có điều kiện vô cùng khủng khiếp. Suốt cả ngày không thấy ánh mặt trời, trên đầu là cửa sắt, các cai ngục sẽ tuần tra trên đó. Nhưng Babylon vẫn quyết không bỏ cuộc như vậy. Hắn ta bắt đầu đi đi lại lại trong nhà tù, đếm bước chân và suy nghĩ. Khi ăn cơm, sẽ có người đưa thức ăn qua một lỗ ở trên tường. Đồ ăn cũng rất khủng khiếp, trong nước còn có rán. Một ngày nọ, đến lúc ăn cơm, Babylon đã phát hiện một nửa quả dừa trong thùng nước. Bên trong đó có một tờ giấy. Đó là đồ ăn mà Louis de Gaulle và nhóm của hắn ta đã trả tiền để gửi nó vào cho Babylon đỡ nhàm chán. Nhưng chỉ vài ngày sau, việc Babylon ăn dừa đã bị nhà tù phát hiện. Dù hỏi thế nào, Babylon cũng không tiết lộ ai đã gửi thứ đó cho mình. Vì vậy, cai ngục trưởng đã kéo dài thời gian giam giữ trong phòng biệt giam của hắn ta thêm nửa năm, đồng thời giảm một nửa lượng thức ăn và đóng cửa sổ trên đầu để Babylon không thấy ánh sáng. Hắn ta liên tục bị tra tấn đến mức thân tàn ma dại, không còn thấy hình tượng của một con người nữa. Cuối cùng, 2 năm đã trôi qua, Babylon đã vượt qua mọi khó khăn mà không tiết lộ bất kỳ thông tin gì về Louis de Gaulle. Cho tới khi ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của Babylon, hắn ta không thể chịu nổi. Trong khi đó, Louis sử dụng việc hối lộ để leo lên được một vị trí quản lý. Ngoài kia, Louis sống khá tốt. Sau đó, Babylon đã được đến phòng y tế để điều trị. Lúc này, một tù nhân tên là Zed, là người chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân, đã mang đến cho Babylon một tô canh thịt. Đó chính là do tác động của Louis de Gaulle để giúp đỡ Babylon phục hồi nhanh hơn. Và đích thân Louis cũng đến đây để thăm hỏi bảo vệ của mình. Cả hai người đã có một cuộc trò chuyện trực tiếp sau nhiều năm. "Tôi có một tin vui dành cho chúng ta. Vợ tôi và luật sư của tôi đã thuyết phục một số thành viên trong bộ tư pháp rằng án phạt của tôi hơi nặng và tôi cũng đã yêu cầu họ xem xét lại vụ án của anh. Và may mắn là công việc của họ đã có tiến triển. Một trong những nhân chứng chính chống lại anh, người đó đã sẵn sàng thay đổi lời khai nếu có giá. Nếu điều này xảy ra, anh bạn có thể sẽ được ra ngoài trong khoảng 3 năm nữa. Có phải như vậy là quá lâu hay không? Hãy nói cho tôi biết bạn muốn gì, có phải là một chiếc thuyền hay không?" "Tôi biết, tôi nên chọn gì mà." Sau cuộc trò chuyện vui vẻ, Louis đã ra về. Và buổi tối, Babylon đã tình cờ phát hiện một tù nhân khác, người đang quấy rối Red, người chăm sóc cho Babylon. Rõ ràng, Red không muốn điều đó xảy ra. Điều này mang đến một ý tưởng trong đầu của Babylon. Ngày hôm sau, Ted cũng bất ngờ chuyển đến phòng y tế. Nguyên nhân là do hắn ta cố ý làm rơi hạt đậu vào trong mắt. Ted làm như vậy chỉ để cùng Babylon trốn thoát. Ted nói với Louis rằng: "Ngày mai tôi sẽ sắp xếp một cuộc kiểm tra bằng tia X cho Babylon. Bác sĩ đó cũng là một tù nhân và anh ta quen biết những người ở bên ngoài. Anh ấy có thể bán chiếc thuyền cho chúng ta." Cuối cùng, Babylon đã mua được một chiếc thuyền với giá 6.000 franc theo thỏa thuận với bác sĩ. Trở về nhà tù, Babylon đã đạt được thỏa thuận với Red, người chăm sóc bệnh nhân, rằng
anh sẽ giúp Babylon thoát khỏi người quản lý và những tên bảo vệ. Tuy nhiên, điều kiện là phải đưa Red cùng trốn thoát. Hiện tại, mọi điều kiện trốn thoát đã sẵn sàng và Babylon quyết định hành động vào đêm mai. Bởi vì vào lúc đó, các nhân viên nhà tù có một buổi hòa nhạc và khi ấy đám người đó sẽ buông lỏng cảnh giác hơn. Mặc dù Louis từ chối lời đề nghị bỏ trốn cùng Babylon, nhưng hắn ta vẫn đưa cho Babylon một bản đồ khu vực gần đó và chúc cho bạn thân của mình gặp nhiều may mắn. Vào buổi tối, buổi hòa nhạc bên ngoài bắt đầu. Babylon và Ted đã gói chặt gậy sắt và đồ đạc vào một cái túi tải. Sau đó, nằm lên giường chờ đợi. Red đã gõ cửa và mời tên quản lý quấy rối anh ta vào trong phòng. Sau đó, ba người đánh hắn ta cho ngất xỉu và cởi áo quần của tên quản lý mặc vào. Sau đó, Louis bên ngoài vẫn lo lắng nhìn về phía Babylon. Nhóm vượt ngục đang làm mọi thứ một cách thuận lợi. Đột nhiên một tên cai ngục phát hiện ra Tech và đánh ngất hắn ta. Louis thấy vậy, liền đi đến trợ giúp đánh ngất viên cai ngục. Nhưng lúc này Tech không thể rời đi được nữa. Và Louis, dù ban đầu không đồng ý vượt ngục, nhưng lúc này đã chạy theo nhóm của Babylon. Mọi người đã thành công nhảy qua tường, nhưng không may là Louis đã bị thương ở chân. Đến bên bờ biển, người bán thuyền đã đón họ lên một hòn đảo khác. Nhưng không may, Babylon lại bị lừa thêm một lần nữa. Đó là một chiếc thuyền bị hỏng. Sau đó, họ gặp được một thợ săn. Trước khi đi, thợ săn nói với ba người rằng trên hòn đảo này có một ngôi làng, ở đó các anh có thể mua được một chiếc thuyền. Tuy nhiên ngôi làng mà người thợ săn nhắc đến lại là của những người mắc bệnh phong. Babylon đã vào trong căn nhà của nhóm người đó. Lúc này để thử thách Babylon, ông trùm trong làng đã đưa điếu xì gà trong miệng cho Babylon và yêu cầu hắn ta hút để xem nhóm người này có ghẻ lạnh họ hay không. Lúc này Babylon để có được chiếc thuyền, hắn ta hút mạnh một cách rất tự nhiên. Sau đó, ông trùm mới nói với Babylon rằng yên tâm, anh sẽ không bị lây nhiễm bệnh phong đâu mà lo. Sau đó, có lẽ vì không phục hoặc lý do khác, ông trùm này quyết định tặng cho nhóm người này của Babylon một chiếc thuyền và một số tiền nhỏ. Và như vậy, ba người lên thuyền và hướng về phía Honduras. 3 tuần sau, họ cuối cùng đã đến được đích. Nhưng ngay khi họ vừa lên bờ thì gặp một số cảnh sát đang đi trên bãi biển. Và sau đó, một cuộc bắn súng đã xảy ra. Chỉ có Babylon thoát được. Nhưng cuối cùng, anh vẫn bị một mũi tên bắn trúng. Babylon đã rơi xuống sông. Khi hắn ta tỉnh lại thì đã thấy mình ở một bộ tộc bản địa. Những người ở đây đã tìm thấy và cứu Babylon từ dưới sông lên. Ở trong bộ tộc này, không biết bằng cách nào đó, hắn ta đã có một túi ngọc trai. Sau đó Babylon quyết định tiếp tục chạy trốn. Trên đường hắn ta gặp một trạm kiểm tra. Lúc này Babylon rất sợ bị phát hiện. Bỗng dưng có một nữ tu đang xin sự đóng góp từ phía người qua đường. Babylon đã cho cô ta một viên ngọc trai và sau đó lên xe ngựa của họ. Nữ tu đã nhanh chóng hiểu ý của Babylon. Vì chiếc xe của nữ tu nên không bị kiểm tra, Babylon đã vượt qua trạm kiểm tra một cách thuận lợi và đến nhà thờ. Sau đó Babylon đã đưa tất cả ngọc trai cho nữ tu lớn tuổi và hy vọng bà giữ cho hắn ta đến khi rời đi. Tuy nhiên, không lâu sau đó nữ tu giả đã gọi cảnh sát. Babylon đã bị bắt lần thứ hai và đưa vào nhà tù. Tiếp tục luật lệ cũ, Babylon bị giam thêm 5 năm trong phòng biệt giam. Thời gian khủng khiếp ấy cuối cùng đã trôi qua với Babylon. Do bị tra tấn trong thời gian dài, hắn ta có mái tóc trắng tinh. Cùng lúc đó, Red cũng được thả tự do, người từng là y tá trong nhà tù. Tại thời điểm này, nhà tù trải qua nhiều thay đổi lớn. Do số lượng nhân viên ngày càng ít, nhà tù không được quản lý như trước đây. Nó đã trở thành một nhà tù mở, tù nhân có thể tự do di chuyển trên hòn đảo và có căn nhà riêng của mình. Miễn là họ không trốn thoát khỏi hòn đảo này và không ai quản lý họ, nước biển và cá mập là những người gác ngục duy nhất. Sau đó Babylon cũng được giao một căn nhà nhỏ và cách đó không xa có một người đang lén nhìn hắn ta. Người đó chính xác là Louis. Cuối cùng, Babylon đã phát hiện ra, ban đầu Louis không nhận ra người bạn của mình. Nhưng cuối cùng, hai người đã ngồi cùng nhau. Louis đã thích nghi với cuộc sống ở đây. Họ trồng được lương thực và rất nhiều các loại động vật. Từ miệng của Louis, Babylon cũng biết rằng sự thật cũng chính những gì hắn ta suy đoán. Vợ của Louis đã phản bội anh. Bà không tiếp tục kháng án cho Louis mà lại kết hôn với luật sư của hắn ta, sau đó lấy cắp toàn bộ số tiền của Louis. Lúc này Babylon vẫn nói với Louis về việc tìm cách trốn thoát khỏi hòn đảo này. Nhưng Louis rõ ràng không quan tâm nhiều đến việc đó. Có lẽ là vì hắn ta đã không còn động lực để tìm về quê hương. Chính người vợ đã phản bội hắn ta, khiến cho Louis bỏ cuộc. Còn Babylon vẫn hàng ngày đơn độc đứng bên vách đá quan sát. Hắn ta đột nhiên nghĩ ra một cách, và sau khi quay trở lại, Babylon đã nói cho Louis biết rằng
hai người có thể dùng một túi lớn vỏ dừa để trốn thoát. Nhưng Louis đã không thực sự hứng thú với kế hoạch của Babylon nữa. Sau đó, họ đã chuẩn bị hai túi và sẵn sàng rời đi theo kế hoạch. Nhưng Louis đã quyết định ở lại, trong khi Babylon quyết định nhảy xuống để rời khỏi nơi này. Cuối cùng, Babylon thành công thoát khỏi đảo quỷ và lần này hắn ta không bị bắt trở lại nữa. Một vài năm sau đó, nhà tù đã bị chính phủ Pháp đóng cửa và biến thành một nơi hoang vu cỏ dại. Nói về những cuộc vượt ngục của Babylon, thực tế là hắn ta trốn thoát 11 lần trước khi thành công. Babylon bị bắt vào năm 1932 và sau khi trốn thoát, hắn ta định cư tại Venezuela vào năm 1945 và trở thành công dân hợp pháp. Vào năm 1968, hắn ta viết cuốn hồi ký Babylon và xuất bản tại Pháp. Năm 1970, Babylon được chính phủ Pháp ân xá và chỉ khi đó anh ta mới thực sự giành lại tự do. Trong giấc mơ của Babylon, một câu nói đã giải thích lý do anh ta gần như điên cuồng theo đuổi sự tự do. Bạn không giết ai cả, nhưng bạn bị kết án tội khủng khiếp nhất, đó là phung phí cuộc đời. Điều này có thể cho thấy Babylon đã chịu một bản án oan uổng. Tuy nhiên, không ai có thể chứng minh được điều này. Nếu đúng là như vậy, thì đó chính là sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, cuộc đời của Babylon đã trở nên là một cuốn hồi ký, một cuốn sách kinh điển, thậm chí đã hai lần được chuyển thể thành một bộ phim, cho thấy ý chí, nghị lực và sức sống mãnh liệt của con người. Nếu các bạn chưa xem bộ phim này, thì hãy tìm kiếm bộ phim Người tù khổ sai và tiếng Pháp là Babylon để xem lại nha. Nếu các bạn cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay hấp dẫn, đừng quên ấn like và thả tim bên dưới phần bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!